Đường nước các bạn ạ, bọn mình tức là báo đi khảo sát các bạn để tiết kiệm nhất cái đường đi. Do cái đằng kia là một cái nương sắn, thế nên là bọn mình sẽ không kéo nước qua mà sẽ kéo nước theo cái đường đầu tiên nhất mình đi khảo sát và kéo vắt ngang qua ngọn đồi, qua một vách núi đó để tiết kiệm ống nước. Và đằng kia thì cứ thế mà kéo qua nương sắn thôi chứ không phải chỗ ống ở đấy nữa, thế nên là sẽ không làm gây hại gì đến cái nương sắn. Thế nên là kéo ống cũng vất vả hơn các bạn ạ. Kéo ngược lên dốc xong là kéo ngang qua quả đồi. Đấy. Đây là con đường đang đi ngang qua ngọn đồi các bạn nhé. Qua một cái vách núi. Lúc đầu mình cứ tưởng là đi nước theo con đường đi khảo sát, nhưng mà không phải. Em đã đi theo con đường ngắn nhất. Đương nhiên là vất vả nhất. Mấy anh em trong bản cũng đi phát đường như này rồi các bạn. Để kéo ống. Rồi, ta đi tiếp các bạn nhé. Đường vắt vẻo, vách đá. Rồi hôm nay được anh nhỉ. Đoạn này là siêu khó đi. Biết này kéo qua đường này kiểu gì. Thôi chắc ăn, đi xuống dưới hay lên. Không là chết đấy. Toàn đá tay mèo. Đoạn này siêu khó đấy. À, may quá cũng có cái lỗ. Va vào mấy đá tai mèo chảy máu. Bà con mình cũng giỏi thật, bà cũng khám phá ra con đường này quá ghê gớm, toàn nữ giới nữa cơ. Lúc này test nước, trong này có nước. Đây vẫn là ống số 1 thôi. Trong 200m đầu. Quá khủng khiếp. Đoạn này là đến 200m đầu tiên các bạn ơi. Giờ mới nối. Kinh nghiệm các bạn nhé. Phải đi vịn vịn vào xem cái cây nào chắc chắc hay bám. Không là một phát xuống đây là xong đấy. Xong con ong. Như này, như này. Bên này em chưa tháo đâu gì. Xem nhầm. Nhầm phát thôi là. Đấy. Lấy đầu nhỏ lên trên. Như này. Tự nhầm mà chết. Đầu nhỏ trên là cái doang. Tay mình không bỏng. Đấy em ạ, chặt là hết cỡ có thể. À, anh giữ một bên, em vặn bên nào. Hai vặn. Anh em. Ấy. À. Ok. Rồi anh xem nào. Ngon lành chưa? Đúng chưa? Đúng. Hiệu nhỏ lên đúng không? Thừa thừa một tí thôi nhá. Đây. Móc méo không pha nó dỉ nước ở đây là đau đầu lắm. Đó, em từ từ em đẩy hết cỡ vào. Đấy này. Đấy. Không, ngược lại.
Ok. Lấy áo của em đi. Lấy áo của em làm ấy. Lấy áo của em buộc vào đây cho em bạn. Chặt hết cỡ rồi, hy vọng nó không gì giả nước. Tính ra đoạn ống này sẽ đi vòng tròn, kéo lên không là kéo xuống. Đã tay mèo ghê quá. Cây cối to thật, mình nghe thấy tiếng đấy rồi các bạn. Chị em đang ở đây rồi, đường ống đây, vắt ngang qua, vắt ngang qua quả đồi mà vách đá như này. Ở dưới này có ai không? Ui, đánh ống rồi. Không ai đâu gì. Có ai kêu ọ không? Đi đường nào ấy chị ơi, đi đường nào ấy? Đi đường nào? Mình thấy một đầu ống ấy rồi, không biết là đi lên hay đi xuống nữa. Đâu, đi đường nào? Kéo đi đường này à? Thế sao lại đi đường này? Đi nhầm à? À. Rồi các bạn, ra đây các bạn nhìn ra có ra rõ cơ. Đây là dây thứ ba các bạn. Bây giờ cái đoạn này dốc dựng đứng này mới là à, là khó này này. Mình đi kiểu gì? Dây thứ hai hay dây thứ ba? Dây thứ ba chứ. Đây là phải vắt ngang qua ngọn núi. Khiếp. Lấy nước. Lấy được giọt nước khó khăn quá. Giàng ơi. Sắp tùa rồi. Sợ. Hết à? Ống này là ống 2,4 ly các bạn ạ. HDPE 2,4 ly. Tiền Phong 32. Ống này mà không phải ống này thì thôi, đi qua địa hình đá tay mèo này cào thôi đã xước đã vỡ rồi. Ôi giời, ống thứ ba đi chéo à, không đi theo đường đằng kia à? Khiếp. Hoa tiêu dẫn đường, con của báo các bạn. Đây đường này là ngược ra bụi chuối. Chốc nữa nếu mà mình bay được Firefly và Leica, mình sẽ bay cái cảnh vắt ngang quả đồi như nào. Bên ngoài nhìn thấy rất dễ thôi, bên trong thì lạc như chơi các bạn. Thứ nữa là những cái viên đá này tiềm ẩn nguy cơ lung lay. Nãy mình đạp một viên lăn ở trên đỉnh xuống, đoạn này siêu siêu khó rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đường ống đi này mà các bạn, quá khủng khiếp. Chưa bao giờ hình dung ra cái đường ống đi vĩ đại như này, hùng vĩ như này. Khủng khiếp các bạn ạ. Nước thì đầu nguồn đằng kia. Và đi ngang qua qua đồi này. Đó, sang đây. Và đi qua cái mấy búi nứa này rồi các bạn. Và cái dốc dựng đứng nhất ở khu vực này nguy hiểm nhất. Hiện tại là buổi sáng ngày hôm nay thứ bảy. Bọn mình chạy được 600m và ống đường ống nước đến khu vực này. Đấy, chiều nay là còn nhiệm vụ nữa. Hiện tại các cô này cho sáng nay là nghĩ rằng là đi hết đường này. Bây giờ lại phải khênh lên các bạn ạ. Đây. Thế này lại khênh ống 32 lên. Đấy, để chiều nay lại xòe trên này. Thả trên này. Đấy, từ đây thì thu 32 về 25 xong là chạy về. Tại vì là không có tài chính để chạy hết 32 các bạn ạ. Ống khá là đắt và cái lượng khán giả ủng hộ, quý Mạnh Thường Quân ủng hộ thì có bằng đấy thôi. Thế nên mình có sao dùng vậy các bạn. Chạy được ống 25 về đến nhà có nước là tuyệt vời nhất rồi. Mấy bạn nam giới chắc đang lên đây. Wow. Mấy cô mấy chị cũng khủng khiếp. Giỏi. Còn mình thì đây. Khủng khiếp. Mấy anh em đang trên này. Đúng ở trên này. Đấy, nghe tiếng. Rồi các bạn, mà mình đang nghỉ ở cái lều này. Bây giờ thì mình sẽ bay flycam lên cho các bạn hình dung ra cái quãng đường mà mình kéo ống các bạn nhé. Các chú, các anh, các cô, các chị thì cố gắng kéo nốt ống cuộn thứ tư, ống 32 các bạn ạ. Và kéo một đường ống 25 nữa để có nước về để rửa mặt luôn. Nước thì đang thả rồi. Và ngày nay thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái đoạn điểm cuối ngày nay của bốn đoạn ống to 32. Để mình xem đầu nguồn nước để ban sang cho các bạn xem. Đó, ngày nay thì mình đi từ cái điểm trên nương này các bạn nhé. Bên trên cao hơn nữa, khoảng 20m. Và cứ ban sang, mình ban sang bên phải các bạn xem. Này, con đường khủng khiếp. Đi trong đấy là lạc đấy các bạn. Nhìn thế này thôi. Để mình cụp camera xuống tí các bạn ạ. Hơi chói. Thời điểm này là gần 12 giờ trưa rồi. Và đây đường dẫn nước các bạn. Theo cái yên ngựa của quả đồi này, mình ban một phát đi về. Chiều nay còn khá là dài. Hy vọng chiều nay đấu được nước về đến bản các bạn ạ. Còn trong tương lai tới thì mất là rất là nhiều thời gian để chôn ống nữa. Đó, đường đi như này. Cái quãng đường mà khó khăn nhất thì bọn mình đã vượt qua rồi trong buổi sáng ngày hôm nay. May là thời tiết thuận lợi. Còn cái buổi chiều nay nữa thì cái ống 25 thì cứ thế mà kéo đi thôi. Có thể mình ra ống xong là xe máy có thể là kéo đi được các bạn ạ. Đó, chính là con đường kéo ống. Đó. Khủng khiếp, nhiệm vụ bất khả thi các bạn ạ. Đây là cái đoạn ống bị thừa các bạn mang lên. Tính sai.
các chị em này đang mang xuống. Và hướng này ống nó kéo lên đây rồi. Đoạn này dễ rồi các bạn, buổi chiều thì khả năng là sẽ kéo ống về đến nhà, không biết là nước có kịp về không. Mình đang ngại nhất là cái chỗ là các đoạn nối các bạn, các cút nối ấy. Mấy anh em nam giới thì đang làm chỗ này rồi. Bắt công khênh lên lại khênh xuống. May là cũng chỉ một cuộn thôi. Nếu mà nhiều cuộn thì là càng mất công. Mấy thanh niên 12 giờ trưa vẫn làm các bạn nhé. Tưởng là các bạn ấy nghỉ nhưng mà cứ giải ống đã. Nước thì chưa đến đây đâu. Đang từ đoạn thu 32 về 25. Chơi cho mỗi lần ống coi. Đấy các bạn này, về đang dừng lại ở cái lều nhỏ nhỏ này. Ở đây là cái yên ngựa. Bên này là đất Hà Giang và bên này là đất Lào Cai các bạn ạ. Ngày nay thì sẽ mọi người cơm nắm hết rồi các bạn. Riêng A Pháo thì có mì tôm, bây giờ A Pháo nấu mì tôm một mình ăn thôi. Thấy không? Nha. Yeah. Đấy. Ở đây thì gió thổi từ bên Hà Giang sang bên này rất là mát luôn. Để vào nấu mì tôm các bạn nhé. Xem là bao nhiêu người. Đủ bằng này mì tôm được liệu có đủ không? Đó. Mì tôm. Và đây là cái hôm nay phát huy rất tốt các bạn này. Nước. Nếu mọi người hết trước rồi, mình của mình to nhất. Để xem nấu mì tôm. Chẳng giờ đi ạ. Bánh mì. Biết đủ với người cái không? Cháu mời cô cái. Bánh này, bánh mì này. Ngon lắm đấy. Bánh mì chú. Mr. Hồ ơi, đi phát cho anh đi. Em ra đây. Đây em. Bánh mì. Bánh bây giờ nhão hết rồi đúng không? Hả? Bánh bây giờ nhão hết à? Kiểm tra xem bánh nhão không? À. Để cho nó nhão mới ăn mới ngon. Bánh rất ngon. Bây giờ nhai bánh mì uống nước lã đó. Chờ đun nước. Ấy không ăn à? Để cho Báo mấy anh em về sau mỗi người cái. Còn không có mình thôi. Báo với cháu mấy cháu gì đấy là trên nguồn đấy. Mấy cháu về hết rồi mà. Về hết rồi. Đây. Thấy bạn gì mà vợ Cường đâu? Ăn chưa? Ừ. Để cho bạn tí. Có sữa đấy, cái tuyếp kia là tuyếp sữa đấy. Có cái gia vị ở trong. Gia vị ở trong.
1 2 3 Ba hè. Đây đây cô cho cái này để lại cho Báo. Ừ. Rồi cho gia vị vào đi. Cho gia vị vào. Đây gia vị đây. Thôi đưa cái để lửa cho. Để lửa đấy, để lửa đấy. Cháu cần. Cứ để lửa đấy. Nào đi bà con ơi, nào đi. Ăn mì tôm đi, ăn cơm đi em. Cái đồ này anh ngồi chị Hà. Mình đang dán nốt với cái cá chỉ vàng các bạn cho bà con. Này thì có mì tôm với cá chỉ vàng. Bia thì hôm nay mình nghe bạn Báo không mang đi các bạn nhé. Mang đi sợ mọi người uống xong là không làm việc được. Như tối hôm qua một video trước các bạn. Các bạn uống một tí sáng hôm sau đi làm tập trung. Không được đúng giờ. Đấy. Đĩa đầu tiên đã. Này có tí bia này tuột. Cá chỉ vàng chấm với ớt này. Tuyệt vời không ạ? Cái này ưu tiên cho ai đấy? Để đâu? Cá chỉ vàng chấm ớt. Đây. Mời các thầy. Chiều kéo ống ghê gớm rồi nhá. Đây chấm ớt. Bữa cơm trên đường các bạn ăn như này vui. Hay. Cá chấm ớt. Mấy ông nam giới đâu hết rồi? Ngồi ok hết rồi à? Ê, cháu đây, dùng cái bát ăn đi. Cháu uống rượu nữa chứ. Đâu sới cho anh Văn. Sới anh Văn. Đây. Đỗ của anh. À, cho vợ của Pê. Hoa. Sao phải một đội mũ đấy nhỉ em nhỉ? Ô, muốn nửa đấy em ơi, muốn nửa thôi. Ây da, cơm này để Báo chưa? Bạn đi xem nước chưa? Báo, không còn Báo à? Ui da, cơm này của bác nào đây? Cơm của nhà em à? Ây da, có con mọt. Cơm ngày nay. Ngày nay mình chuẩn bị có ít được mì tôm thôi các bạn. Mì tôm với lại cá khô. Chắc là mình cũng cho mì tôm vào đây. Đây còn mì tôm không ạ?
cho em xin ít nước. Đây là cái loại gì đây? À. Đây là bữa trưa, bữa chiều thì không biết là giải quyết nào. Mọi người đều mang cơm đi ăn đấy các bạn ạ. Đó. Giống như mọi người thôi, mọi người ăn đứng này. Cái tôm cam cơm nguội ngon thật đấy. Cháu là ngồi đây. Vâng ạ. Tí rượu à? Ồ, chú chủ nhà, chú cái lán này các bạn có rượu. Nè, đã cay quá nhỉ? Trời về luôn. Đi đâu cũng có rượu. Mà đói quá rồi. Làm bát á. Đúng là gạo nhà bạn Hoa ngon thật. Đúng không? Tan mì tôm ngon thật. Chào mời chú đi. Nghẹn cơm chú ạ. Lâu lắm rồi cảm giác nghẹn cơm. Cơm nguội nghẹn cơm. Rượu đấy à? Mời các bạn nhập ra tùy tục. Thôi cháu gạch chơi thôi. Nóng lắm. Chào mời chú nhé. Mời chú. Các cô ăn thế có đủ no không? Đủ no chưa ạ? Cơm còn nhiều đúng không ạ? Đó. Cho các bạn một cái cảnh mà sáng nay bọn mình đi kéo ống. Ngày nay thì ống đến đây là 3 ống 25, 4 ống 32 các bạn. 4 ống 32 là 800. 800 cộng với 3 ống 32, 2 ống 32 nhỉ? 2 ống 2 là 600. Thế là 1.400 các bạn. 1.400 mét. Hiện tại bọn mình còn đống ống này nữa, về đống ở nhà nữa. Chiều nay thì bọn mình kéo nốt. Video buổi sáng này đi kéo được 1.400 mét đường ống các bạn. Khả năng dừng này thôi. Và một số cảnh ăn uống cũng tạm bợ cũng hay các bạn. Lâu lắm thì mình cũng cảm giác nghẹn. Và cái thi công cái đường ống này bọn mình cũng vẫn còn thiếu cái về lượng tài chính các bạn nhé. Quý khán giả nhà hảo tâm nếu mà quan tâm và giúp đỡ được cho bản thì đấy là một cái niềm vui quá lớn đối với A Pháo các bạn, kết nối được cái số tài khoản mình sẽ để ngay ở màn hình này các bạn ạ. Và mình sẽ cập nhật liên tục. Chiều nay nữa thì chắc là bà con sẽ nghỉ đây một chút các bạn, xong là tiến hành kéo. Ngày nay chắc chắn là kéo xong rồi. Trong ngày hôm nay nếu mà nước suôn sẻ thì có thể về đến bản. Còn quá trình đó chính là chôn đường ống mới là vất vả. Đấy, phải đào có ngọ 20 phân, 40 phân để chôn đường ống. Đó, thôi như vậy. Thì mình sẽ kết thúc ở đây các bạn nhé. Bữa cơm tuyệt vời. Bây giờ là 13 giờ chiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh. Cảm ơn quý khán giả.